Hôm ngày 14 tháng 9, tại cuộc họp góp ý cho dự thảo luật điện ảnh sửa đổi, phát ngôn về phim Người phán xử của Thiếu tướng Lê Tấn Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội gây chú ý trên mạng xã hội. Ông Tới phát biểu, Điều 11 về nội dung và hành vi nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh. Hiện một số bộ phim có tình tiết cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ phạm tội nhưng không bị xử lý, lối sống ích kỷ, một số phim phản ánh quá chân thực, quá chi tiết về sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, vô hình trung làm cho người xem nhận thức sai và bắt chước làm theo. Điển hình, mới đây, VTV1 chiếu Người phán xử. Sau khi chiếu bộ phim đó thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm xã hội đen xảy ra rất nhiều. Chúng ta đất nước quản lý xã hội bằng pháp luật, nhưng luật không giải quyết được, mà đưa cho ông trùm làm người phán xử, kể cả phán xử cả lực lượng công an. Phán xử tất cả mà đưa vào đó chiếu trên giờ vàng thì ai chịu trách nhiệm về vấn đề này? Nhiều nhà làm phim nhấn mạnh sứ mệnh phản ánh hiện thực của phim ảnh và tội ác trong xã hội cũng là một phần quan trọng của hiện thực cần phản ánh. Không chỉ giới làm phim, rất nhiều khán giả trên mạng xã hội cũng phản đối phát ngôn về phim Người phán xử và tội phạm xã hội đen cho là không có căn cứ. Xung quanh những tác động của phim tội phạm đến đời sống thực tế, Tuổi Trẻ Online đã cố gắng liên lạc với Thiếu tướng Lê Tấn Tới để nghe thêm quan điểm riêng của ông nhưng không liên lạc được. Các đạo diễn của phim Người phán xử cũng từ chối bình luận về câu chuyện này.